Nhịp sống Cali vô uống thử nha. Họ mới mới mở, mới soft opening. Hello, xin chào các bạn, đây các bạn khỏe không? Nhịp sống Cali đây. Hôm nay Nhịp sống Cali đang ở thành phố San Jose, tử bang Cali nha. Hôm nay có cái tiệm cà phê mới mở đây, soft opening, cà phê quán nha các bạn. Có gì hôm nay Nhịp sống Cali vô trong đây uống thử cà phê này coi có ngon không? Rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn đi uống với mình nhé. Ok các bạn, Nhịp sống Cali đang tính vô chợ Lion, chợ siêu thị Lion để mua rau cải đó các bạn. Mà đi ngang qua gặp cái tiệm cà phê tên là Cà Phê Quán. Cái này như là tiệm cà phê của ca sĩ Đan Trường nha các bạn. Hôm nay Nhịp sống Cali vô trong đây uống thử nha. Ở nằm thành phố San Jose. Thành phố San Jose cách thành phố Sacramento 2 tiếng. Rồi cách thành phố ô quận Cam 6 tiếng nha. Có gì hôm nay Nhịp sống Cali vô đây uống thử ly cà phê sữa đá coi có ngon không, rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn, cái này là cái menu của họ đây. Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Có cái phim đầy đủ luôn phải không? Ok, thank you very much. Cái tiệm cà phê này các bạn thấy đó, trang trí nhìn cũng đẹp quá hả? So why delay? Call us now on the number provided on the screen or visit us at www.fremontmath.com. Ok các bạn, Nhịp sống Cali vô trong cái tiệm cà phê mới mở nha. Có gì uống thử coi ngon không nha, rồi chia sẻ cho các bạn luôn. Thank you. Này có sữa luôn phải không? Sữa trong, ok, sữa ready, ok. Alright, thank you. Ok các bạn, cà phê của Nhịp sống Cali ra đây. Cái này nó kêu bằng là cà phê phin truyền thống nha các bạn. Chỉ cái số này mới có như vậy nha, chứ miễn mà các bạn mà mua mấy số kia đó, mấy cái ly nước kia là chỉ bỏ vô, họ chỉ bỏ vô ly to go cho các bạn thôi. Đó, còn miễn các bạn mà muốn ngồi ở đây thì các bạn phải order cái menu số là cà phê phin truyền thống nha, nhìn như vậy đây. Ok các bạn, bây giờ mình uống thử nha, rồi chia sẻ cho các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay Nhịp sống Cali vô trong cái tiệm cà phê mới khai trương đây. Nó tên là Cà Phê Quán nha. Cái này là cái cà phê của ca sĩ Đan Trường nha các bạn. Thì hôm nay mình vô đây mình uống thử coi có ngon không đó. Thì hôm nay mình order một ly cà phê phin truyền thống đây. Uống cũng ngon nha các bạn. Đó, thì hôm nay sẵn mình vô đây mình uống thử luôn rồi chia sẻ cho các bạn. Họ đang có cái soft opening đó. Thì mình nghe người làm nói là shop opening từ hôm nay tới thứ bảy đó các bạn. Nhưng mà shop opening thì không có bánh mì nha. Tại vì cái tiệm này thì có bánh mì luôn, bán bánh mì đầy đủ. Nhưng mà shop opening thì không có bánh mì. Thì chắc có thể chừng nào mà grand opening đó thì có thể họ có bánh mì nha. Đó, thì hôm nay Nhịp sống Cali vô mua ly cà phê này 7.50 đồng một ly. Thì mình thấy cũng ok, không có mắc lắm. Uống thì cũng ngon, không có... Cũng như là mình thấy cái giá tiền cho cái ly cà phê thì mình thấy cũng ok nha. Tại vì mình cũng đi nhiều tiệm cà phê Việt Nam đó. Cái ly cái chút xíu mà tới 10 mấy đồng. Thì mình thấy ly cà phê này 7 đồng mấy thì thấy cũng ok. Cũng đúng cho cái giá của cái ly cà phê. Ok các bạn, có gì thôi. Hôm nay Nhịp sống Cali vô trong tiệm mới này đây. Cà phê mới đây. Chia sẻ cho các bạn. Để cho các bạn biết là họ mới khai trương đó. Các bạn chưa vô đó thì bây giờ các bạn có thể vô nha. Tại họ mở cửa cho soft opening rồi đó. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Comment, like, share và subscribe.
Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó, các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Nhịp sống Cali muốn chúc các bạn nhiều sức khỏe và một ngày vui vẻ. Có gì mình gặp sau. Bye bye.